Thanh Hương xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trong nước và quốc tế trên kênh Tin Mới 24 giờ. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những nội dung chính đáng chú ý được phát sóng trong chương trình ngày hôm nay. Cả Đông Nam Á thèm khát khi mà Hải quân Việt Nam mua siêu tàu ngầm lặn sâu của Anh. Nước đi Trung Quốc không thể ngờ. Xin chào các bạn khán giả thân thương của kênh Trung Quốc hôm nay. Các bạn thân mến, ngày hôm nay thì chúng tôi cũng sẽ mang đến cho các bạn một thông tin hết sức đáng mừng. Tháng trước thì báo chí Úc đã đưa tin về việc Hải quân Nhân dân Việt Nam ta đã chính thức nhận được tàu ngầm lặn sâu thế hệ mới do Anh sản xuất, phục vụ cho công tác cứu hộ các đoàn tàu ngầm trong trường hợp mà không may mắn gặp nạn. Dự kiến là tàu ngầm lặn sau này sẽ sớm được triển khai và chính thức đi vào hoạt động trong biên chế của lực lượng hải quân. Vậy là giờ đây thì bên cạnh những chiếc tàu ngầm chiến đấu hiện đại, chúng ta còn hoàn thiện được thêm về hệ thống cứu hộ tàu ngầm, đảm bảo an toàn trong các tình huống xấu có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Chi tiết về tàu cứu hộ tàu ngầm mới hay còn gọi là SRV, tàu được thiết kế, chế tạo và sản xuất bởi một chi nhánh tại Anh của công ty FES1, công ty cung cấp dầu khí có trụ sở chính tại Mỹ. Theo thông tin từ nhà sản xuất thì tàu cứu hộ tàu ngầm mới được phát triển có thể giải cứu cùng lúc 17 người và có khả năng hoạt động ở độ sâu lên đến 600 mét. Bên cạnh đó thì nó cũng được gia tăng công suất hoạt động cùng với một hệ thống điều khiển động cơ đẩy phụ tiên tiến và cho phép đạt tốc độ lên đến 4 hải lý trên 1 giờ, hoạt động được tốt ngay cả khi mà đi vào khu vực có dòng chảy cao. Con tàu có chiều dài là 10 mét, chiều rộng 3,2 mét và có khả năng tự gắn với các tàu ngầm đang gặp nạn khác ở các góc độ có độ chênh trên 40 độ. Nhờ có bộ cảm biến tiên tiến bao gồm cảm biến đo vận tốc di chuyển, con quay hồi chuyển sợi quang, sóng siêu âm dưới nước và thiết bị cảm biến độ sâu là SRV, về có thể phát hiện tàu ngầm gặp nạn nhanh hơn rất nhiều so với các loại tàu tương tự. Tất cả các cảm biến và hệ thống sonar đều được ghi lại hoàn toàn vào trong phần mềm của FIS để cung cấp những chức năng nâng cao bao gồm độ sâu tự động, điều hướng tự động và lái tự động. Chức năng mới vừa rồi sử dụng cơ chế quay trục đẩy bằng điện và là độc nhất đối với loại tàu ngầm SRV này. Được biết, quy trình chế tạo không được tự động hóa do hình dạng đặc biệt của tàu ngầm SRV và khả năng tiếp cận hạn chế xung quanh tàu, thế nên toàn bộ khâu chế tạo cần được thực hiện thủ công, tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc và chịu sự kiểm duyệt nghiêm ngặt. Đây được đánh giá là một quyết định thận trọng. FES, công ty sản xuất ra tàu ngầm này tuyên bố rằng con tàu sẽ chính thức được chứng nhận đầy đủ sau quá trình thử nghiệm ở trên biển và dự kiến bắt đầu trong quý 2 của năm 2021 thì tàu cứu hộ lặn sâu SRV được thiết kế để vận hành bởi hai thủy thủ đoàn. Một thủy thủ ngồi trước bảng mô đun điều khiển và điều khiển tàu, trong khi người thứ hai ngồi về phía sau cùng với của khoang và vận hành phần lớn các cảm biến cùng với hệ thống hỗ trợ sự sống, đồng thời di chuyển hỗ trợ để nước cân bằng theo yêu cầu. Khoang còn lại là SRV, là khoang cứu hộ, chiếm 2/3 phía sau của tàu. Thủy thủ thứ ba, người điều hành buồng cứu hộ RCO sẽ ở đây và có nhiệm vụ là chuẩn bị buồng cho cuộc giải cứu, vận hành nắp cứu hộ và hỗ trợ trong quá trình chuyển 17 thủy thủ sống sót an toàn. 17 là con số tối đa cho mỗi chuyến cứu hộ của con tàu này. RCO cũng cần hỗ trợ và liên lạc với những người sống sót, đó là những người có thể bị thương hoặc là trong trạng thái tinh thần không ổn định do bị mắc kẹt trầm trọng hơn là bị tổn thương bởi khí độc hoặc là bệnh giảm áp. Về hệ thống động cơ thì tàu sẽ trang bị động cơ điện với 6 bộ pin công nghệ cao, có hiệu suất tuổi thọ và độ an toàn tối đa, được bố trí trong vỏ hình trụ ở hai bên của thân tàu nhằm cung cấp năng lượng cho động cơ đẩy và hệ thống hỗ trợ sự sống cũng như là cung cấp điện dự phòng cho mỗi hệ thống quan trọng. Phần lớn thiết bị trên tàu ngầm cứu hộ đều được cung cấp theo cặp để dự phòng, bởi lẽ bảo toàn năng lượng và dự phòng là những yếu tố cân nhắc chính trong giai đoạn kỹ thuật. Do đó mà con tàu được kết hợp nhiều công nghệ tiên tiến, có thể tiết kiệm điện và cung cấp điện dự phòng trong trường hợp có sự cố trên bo mạch. Hệ thống sạc pin được thiết kế để trở thành một thiết bị khép kín, phù hợp để lắp thùng chứa trên boong. Thiết bị này kết hợp với giao diện người dùng đồ họa được phản chiếu trong tàu cứu hộ tàu ngầm và sử dụng thao tác nhấn nút. Điều này làm cho việc vận hành trở nên đơn giản nhưng hiệu quả và độ an toàn cũng được nâng cao hơn.
thiết bị có 6 cổng sạc pin riêng lẻ, cho phép tất cả các pin được sạc đồng thời và mỗi cổng được giám sát bởi một bộ giám sát tính toán vẹn đường truyền. Và để đảm bảo an toàn trong quá trình sạc, hệ thống động cơ chính của FRV sử dụng một cặp động cơ điện công suất là 20kW, cung cấp lực đẩy tiến lùi và lực đẩy vi sai. Ngoài ra thì còn có 2 bộ thủy lực cung cấp năng lượng cho 4 bộ đẩy phụ. Tàu ngầm cứu hộ lặn sâu có thiết kế phù hợp để hoạt động như một phần của hệ thống cứu hộ tàu ngầm hoàn chỉnh, bao gồm có một phương tiện điều khiển từ xa ROV để khảo sát các vị trí va chạm và một buồng áp suất trên tàu mẹ để hỗ trợ giảm áp lực cho các thủy thủ đoàn được cứu cũng như là các thủy thủ vận hành tàu cứu hộ lặn sâu. FES cho biết, khi mà đến địa điểm của chiếc tàu ngầm bị nạn, liên lạc được thiết lập với thủy thủ đoàn, tùy thuộc vào lý do của sự cố, ROV có thể được triển khai để giải quyết tình huống. Điều này có thể đơn giản là các tàu ngầm khỏi vướng víu, thường là lưới đánh cá hoặc là đưa các ngăn cứu hộ có thể chứa chất dinh dưỡng và vật tư y tế để duy trì thủy thủ đoàn bị nạn. Trong khi họ chờ giải cứu, ngay cả khi ROV không thể cung cấp hỗ trợ, nó cũng sẽ khảo sát địa điểm va chạm và ghi lại dữ liệu, bao gồm định hướng của tàu ngầm trên đáy biển, các vật cản, dòng chảy và tầm nhìn, và nó cũng có thể để lại một thiết bị định vị tại địa điểm gặp nạn. Để tàu ngầm có thể nhanh chóng xác định được vị trí hỗ trợ cho các chuyến giải cứu tiếp theo, thì bất kỳ thông tin nào do ROV thu thập đều sẽ được đội ngũ tàu ngầm cứu hộ lặn sâu để sử dụng và thiết lập cho hoạt động giải cứu thực tế. Tuy nhiên thì do được trang bị một bộ hoàn chỉnh các công nghệ dẫn đường và liên lạc tiên tiến, tàu ngầm cứu hộ lặn sâu có thể xác định vị trí của tàu gặp nạn và ngay cả khi mà không có dữ liệu do ROV cung cấp. Sau khi mà xác định được vị trí của tàu ngầm bị nạn và mọi vật cản được loại bỏ cẩn thận, tàu cứu hộ lặn sâu sẽ điều hướng để thực hiện việc kết nối với tàu ngầm thông qua cửa cứu hộ khẩn cấp. Thời điểm mọi thứ đã đảm bảo an toàn, tàu cứu hộ lặn sâu sẽ mở cửa, tiếp nhận các thủy thủ trên tàu gặp nạn, di chuyển an toàn trở về tàu mẹ. Lên đến boong tàu mẹ, những người còn sống sót sẽ được điều trị thích hợp và trong trường hợp cần thiết thì họ sẽ được chuyển đến buồng điều áp trên tàu để được nhân viên y tế hỗ trợ. Trong thời gian chuyển giao người, hệ thống khí thở, oxy và pin quan trọng sẽ được sạc lại nếu như cần thiết trước khi mà tàu cứu hộ lặn sâu tiếp tục triển khai lập lại quy trình cho đến khi tất cả những người sống sót được cứu trợ an toàn khỏi tàu ngầm gặp nạn. Các bạn thân mến, như vậy có thể thấy được rằng việc chúng ta trang bị cho mình chiếc tàu cứu hộ lặn sâu của nước Anh rõ ràng là một mảnh ghép đầy đủ cho công cuộc cứu hộ cứu nạn đối với các trường hợp không may xảy ra sự cố và khi vận hành các loại tàu ngầm trên biển. Thông tin này rất vui phải không ạ? Vậy nhưng giả sử có tình huống tai nạn không nằm trong phạm vi tính toán mà tàu ngầm cứu hộ lặn sâu nước Anh đưa ra, ví dụ như là vị trí xảy ra tai nạn sâu hơn 600m, lượng oxy trong tàu gặp nạn không đủ vì tàu đã bị vỡ hay là số lượng thủy thủ gặp nạn nhiều hơn con số 17. Tất cả đều trong vấn đề nguy cấp, khi ấy sẽ phải cứu ai? Rất nhiều những tình huống mà chúng ta không thể đưa ra hết được. Đơn cử như là vụ tai nạn mới đây tại Indonesia với 53 thành viên thủy thủ đoàn đang thực thi nhiệm vụ trên con tàu Nga, con tàu Nangkala. Toàn bộ thủy thủ đoàn đã chết khi mà lực lượng cứu hộ tiếp cận được con tàu. Mặc dù vụ việc vừa xảy ra mới đây, khi mà khoa học công nghệ đã bước tiến bộ vượt bậc và công cụ hỗ trợ cứu hộ đã được trang bị hiện đại hơn rất nhiều lần. Thế nhưng sự việc đau lòng của tàu ngầm Nangkala vẫn xảy ra với bi kịch dồn tới điểm cao nhất của thảm họa là toàn bộ 53 thủy thủ đoàn đã vĩnh viễn ra đi. Sau khi mà điều tra kỹ bằng bằng chứng của vụ tai nạn thì chính quyền của Indonesia đã nhận thấy rằng thứ nhất, khi gặp tai nạn, tàu ngầm Nangkala đã bị vỡ thành 3 phần riêng biệt. Độ sâu khi mà dùng robot ở dưới nước tìm kiếm đã xác nhận được và tàu ngầm nạn đang ở độ sâu là 838m, vượt xa với con số tối đa mà tàu cứu hộ lặn sâu của nước Anh có thể làm được. Bên cạnh đó thì vì tàu bị vỡ, lượng oxy có thể cung cấp cho các thủy thủ cũng trở nên khan hiếm và chỉ cầm cự được khoảng thời gian ngắn. Và kể về vụ tai nạn này, để quý vị được thấy rằng mặc dù chúng ta đang dần nâng cấp nhiều hơn những chiến hạm ngầm kilo và nâng cấp đội ngũ cứu hộ cứu nạn bằng tàu ngầm lặn sâu thì chúng ta vẫn phải trang bị thêm nhiều công cụ hỗ trợ nữa cho các tàu ngầm và tàu cứu hộ tàu ngầm. Đó cũng là điểm để cho người dân Việt Nam hoàn toàn tin tưởng vào tầm nhìn của lãnh đạo quân sự nước nhà
khi mà chiến lược mua sắm vũ khí cũng như là công cụ hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn được mang về rất thiết thực, bài bản, bổ sung hỗ trợ cho nhau để vận hành được an toàn tuyệt đối hơn. Và tàu tìm kiếm cứu nạn tàu ngầm đa năng mang tên Itkyu số 927 đóng cho Hải quân Việt Nam là mảnh ghép hoàn hảo đó cho tầm nhìn chiến lược mua sắm, sử dụng và bảo vệ vũ khí mà người của chúng ta. Tàu 927 Itkyu là tàu cứu hộ tàu ngầm đầu tiên được đóng mới tại Việt Nam do nhà máy Z189 thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng thực hiện. Loại tàu cứu hộ thế hệ mới này được chế tạo nhằm mục đích là thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm và cứu nạn các tàu ngầm và tàu mặt nước. Bên cạnh đó thì khảo sát, thăm dò cũng như nghiên cứu đáy biển hỗ trợ cho việc trục vớt các vật thể dưới nước. Với nhiệm vụ trên thì tàu được trang bị đầy đủ hệ thống động lực, thiết bị y tế, khí tài với rất nhiều các thiết bị chuyên dụng có tính vượt trội như tự động phát hiện tọa độ, robot lặn để kết nối với các tàu ngầm gặp nạn, điện thoại liên lạc để phục vụ cho công tác cứu nạn thuyền viên nhanh chóng nhất khi mà tàu ngầm gặp sự cố. Đặc biệt, tàu có thể định vị vị trí và neo không dây trong những điều kiện thời tiết phức tạp. Với lượng choán nước là 3.950 tấn, vận tốc lớn nhất lên đến 15,7 hải lý trên giờ. Tàu có khả năng hoạt động liên tục trên biển trong vòng 30 ngày đêm, chịu được sóng cấp 9, gió cấp 12 và tầm hoạt động là 4.000 hải lý. Tàu 927 Itkyu hoàn thiện thành công với rất nhiều các thiết bị kỹ thuật cao, có thể nói là điều mà trước nay ngành công nghiệp đóng tàu Việt Nam chưa bao giờ thực hiện. Đó là một thành tích rất đáng được ghi nhận. Thành công mỹ mãn trong việc đóng tàu cứu nạn, tàu ngầm đa năng đã thể hiện được năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam trong việc tiếp cận cũng như là làm chủ công nghệ đóng tàu hiện đại, từ đó đáp ứng tốt nhiệm vụ và mục tiêu ngày càng hiện đại hóa ngành công nghiệp quốc phòng nước nhà. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp, quý vị hãy để lại cho phần bình luận của video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin kế tiếp của Tin Mới 24 giờ.